Cái thứ nhất, cây phôi lên chậu, cây này cao từ mặt đất lên thì tầm 1,5 m nhá, cây lên gấp đã lên mầm rồi. Kéo sẹo kéo nhựa của nó này, nhựa kéo nhựa này nhá. Cái điểm mà chảy dọc là kéo nhựa rất đẹp. Cây này đo sát đế thì 150 sát đế đấy. Đấy, đó sát đế đấy các con này. Đấy, đó như thế này 150 này. Kéo nhựa hết rồi, cây đặc hoàn toàn nhé. Đấy, bắt đầu ghép mà, bắt đầu ăn này này. Đấy, vừa mới bung ra. Đấy, trên này kéo bo hết này. Đấy. Đó, cây này không hư hỏng gì hết. Đấy, hoàn toàn không hư hỏng gì luôn này. Đấy. Sắt đế 150, cây rất là to, khỏe. Cây thứ hai, cây thứ hai cao từ mặt đất lên là rơi vào tầm 3,4 m. Cây vừa ăn ghép mà vừa mầm tự nhiên nhá. Cái này mầm tự nhiên này, còn trên kia ghép này. Và đây có mấy cái mầm tự nhiên của nó nữa này. Ghép dài ăn dài nhá. Bộ đế khá là cũng khá là to. Để đầu vành trang. Cây khá là to. Cây này đo sát đế thì 138. 138. Cây rất là lớn. Đường kính bà con xem đường kính này. 20, 40. Đường kính 40 ấy. 20, 40, cây rất là to, không lúa lẹt gì, không bọng vẹo gì hết nhá, cây rất là to. Đấy, không lúa lẹt, không bọng vẹo gì. Đấy, quá ok, quá đẹp, hàng như thế này kiếm khó lắm.